Hen phế quản là một bệnh lý viêm mạn tính của niêm mạc đường thở, và mục tiêu điều trị của hen thì bao gồm có hai mục tiêu, bao gồm là kiểm soát triệu chứng và phòng ngừa nguy cơ trong tương lai. Hiện tại thì trong thực hành lâm sàng đã sử dụng bộ câu hỏi ACT đánh giá mức độ kiểm soát hen. Tuy nhiên là bộ câu hỏi ACT thì đánh giá dựa vào chủ quan của nhận thức của bệnh nhân và không đánh giá được tình trạng viêm đường thở. Do vậy mà đến năm 2011 thì Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ đã đưa vào sử dụng cái biện pháp là đo NO trong khí thở ra, gọi tắt là FNO, để đánh giá tình trạng viêm đường thở, trong đó khẳng định là FNO là một yếu tố liên quan đến viêm đường hô hấp tăng bạch cầu ái toan, hỗ trợ chẩn đoán hen, dự đoán đáp ứng corticoid, đánh giá kiểm soát hen và nguy cơ của đợt cấp. Do vậy mà đến năm 2011, Gina đã đưa ra khuyến cáo sử dụng Pheno trong theo dõi điều trị bệnh nhân hen phế quản. Tại Việt Nam thì hiện tại vẫn chưa có nhiều các nghiên cứu sử dụng Pheno trong đánh giá đáp ứng điều trị hen, đặc biệt là trên đối tượng người lớn. Do vậy chúng em đã tiến hành đề tài này với mục tiêu là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét sự biến đổi nồng độ Pheno trong điều trị bệnh nhân hen phế quản, và được thực hiện tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân của em là bao gồm của các bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định hen phế quản theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế năm 2020, tuổi trên 16 tuổi và được theo dõi tại phòng khám quản lý bệnh phổi mãn tính của Trung tâm Mốt Bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân đều đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân có các bệnh lý cấp tính như là viêm mũi xoang cấp, nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới, có tình trạng toàn thân không ổn định như là suy tim, nhồi máu cơ tim, phình tách động mạch chủ và nhồi máu phổi. Bệnh nhân không thể thực hiện được các phép đo chức năng hô hấp hoặc đo Pheno, bệnh nhân không tái khám đầy đủ, không tuân thủ điều trị và không đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, địa điểm nghiên cứu ở tại phòng khám quản lý bệnh phổi mãn tính của Trung tâm Mốt Bệnh viện Bạch Mai. Thiết kế nghiên cứu là tiến cứu theo dõi dọc và chúng em đã thu được 70 bệnh nhân vào trong nghiên cứu. Đây là sơ đồ nghiên cứu. Đầu tiên là chúng em sẽ lựa chọn những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu. Tại lần khám đầu tiên, bệnh nhân sẽ được đánh giá về các triệu chứng lâm sàng, bộ câu hỏi ACT, chụp X quang phổi, đo chức năng hô hấp, đo Pheno và làm xét nghiệm máu. Bệnh nhân được hẹn tái khám hàng tháng. Mỗi tháng thì bệnh nhân sẽ được đánh giá về triệu chứng lâm sàng, thang điểm ACT, đo Pheno. Tại lần tái khám thứ 3 thì ngoài đánh giá về triệu chứng lâm sàng, thang điểm ACT và đo Pheno thì bệnh nhân sẽ được đo lại chức năng hô hấp và xét nghiệm máu. Tại mỗi lần tái khám thì sẽ loại bỏ những bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc những bệnh nhân không tái khám đầy đủ. Tất cả các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ hướng dẫn hen của Bộ Y tế năm 2020 ạ. Chúng em đã thu được một số kết quả và bản luận sau. Trong đối tượng nghiên cứu của chúng em thì nữ giới chiếm 57,1% và nam giới chiếm 42,9%. Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là 60,9 cộng trừ 12,1, trong đó lứa tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 60 đến 80 tuổi chiếm 57,1%. Về tiền sử mắc hen và cơ địa dị ứng thì viêm mũi dị ứng chiếm 84,3%, các loại dị ứng thuốc và thức ăn chiếm 40%, có tiền sử hen phế quản lúc nhỏ chiếm 31,4%. Về đặc điểm phân bố các bệnh đồng mắc thì tỷ lệ mắc các bệnh lý tim mạch chiếm tỷ lệ cao như tăng huyết áp là 32,9%, dung nhĩ chiếm 4,3% và suy tim chiếm 2,9%. Trong nghiên cứu cũng ghi nhận có 7,1% các trường hợp bệnh nhân mắc trào ngược dạ dày thực quản, 4,3% các trường hợp bệnh nhân mắc rối loạn lo âu. Kính thưa các thầy cô, là hen phế quản theo con đường TS2 là với đặc điểm là sự châm lập của bạch cầu ái toan trong đường thở. Hiện nay thì có rất nhiều các nghiên cứu nỗ lực tìm mối liên quan giữa bạch cầu ái toan trong máu và bạch cầu ái toan trong đường thở. Và một số nghiên cứu nhận thấy rằng là khi bạch cầu ái toan trong máu tăng trên 300 tế bào trên microlit thì có giá trị dự báo dương tính 50% với những trường hợp bạch cầu ái toan trong đờm tăng trên 3%. Do vậy trong nghiên cứu chúng em đã tiến hành nghiên cứu về số lượng bạch cầu ái toan trong máu và được chia làm 3 nhóm là dưới 150 tế bào trên microlit, từ 150 đến 300 và tăng trên 300 tế bào trên microlit, thì nhận thấy là có đến 40% bệnh nhân trong nghiên cứu có số lượng bạch cầu ái toan tăng trên 300 tế bào trên microlit. Chúng em cũng nghiên cứu về đặc điểm về chức năng thông khí thì có tỷ lệ rối loạn thông khí tắc nghẽn chiếm tỷ lệ cao là 62,9%, bệnh nhân có chức năng hô hấp bình thường là 21,4%, tỷ lệ bệnh nhân có test hồi phục phế quản âm tính chiếm 77,1%. Pheno trung bình trong nghiên cứu là 25,2 cộng trừ 18,1 và phần lớn các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng em là có giá trị Pheno bình thường. Nguyên nhân là do 70 bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng em đều là những bệnh nhân đã được điều trị bằng corticoid, có kèm theo hoặc không kèm theo các thuốc kháng leucogen như là Montelukast, và bệnh nhân đều được tư vấn phòng tránh đầy đủ các yếu tố dị nguyên đối với đường hô hấp. Chúng em cũng đã tìm mối liên quan giữa Pheno và thang điểm ACT đánh giá mức độ kiểm soát hen, thì nhận thấy là Pheno và ACT có mối tương quan tuyến tính nghịch biến với R bằng âm 0,43, và nhận thấy rằng là thang điểm ACT cao một cách rõ ràng có ý nghĩa ở hai nhóm là Pheno dưới 25 đơn vị và Pheno trên 25 đơn vị. Kết quả này thì hiện tại về mối liên quan giữa Pheno và thang điểm ACT thì vẫn còn chưa có thống nhất với các nghiên cứu trên thế giới. Ian Gould, Nguyễn Như Vinh hay Mohan đều nhận thấy là Pheno và ACT có mối tương quan tuyến tính nghịch biến với R lần lượt là 0, âm 0,2, âm 0,3 và âm 0,75.
Tuy nhiên An Bát và cộng sự khi nghiên cứu trên 75 bệnh nhân hen trẻ em thì nhận thấy là chúng là phenol và ACT đều không có mối tương quan với nhau. Chúng em cũng đã tìm hiểu thang điểm và tìm mối liên quan giữa phenol và các chỉ số chức năng hô hấp như là phần trăm FEV1, phần trăm FVC, phần trăm FEV1 trên FVC thì đều nhận thấy là không có mối tương quan với nhau. Tuy nhiên nhược điểm trong nghiên cứu là chưa đánh giá được mối tương quan của phenol với các dấu hiệu của viêm đường thở nhỏ. Chúng em cũng ghi nhận thấy được là phenol theo kết quả test hồi phục phế quản thì phenol ở những bệnh nhân mà có test hồi phục phế quản âm tính thì thấp hơn ở những nhóm có test hồi phục phế quản dương tính không hoàn toàn hay có đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Tuy nhiên là do số lượng bệnh nhân nghiên cứu còn nhỏ nên chưa đủ khẳng định được sự khác biệt của phenol theo các kết quả test hồi phục phế quản của bệnh nhân. Chúng em trong nghiên cứu đã tìm được mối liên quan giữa phenol và bạch cầu ái toan với chỉ số R là R bằng 0,41. Và một số nghiên cứu nhận thấy là có khoảng 1/5 các trường hợp hen là thuộc nhóm hen không tăng bạch cầu ái toan, hen tăng bạch cầu đa nhân trung tính, gặp phần lớn là những bệnh nhân hen lớn tuổi này, những người mà có tình yếu vi khuẩn gây bệnh trên đường thở và ít đáp ứng với corticoid. Đối tượng nghiên cứu của chúng em phần lớn là những bệnh nhân cao tuổi và có triệu chứng hen dai dẳng khó điều trị. Do vậy chúng em cũng đã tìm mối liên quan giữa phenol và bạch cầu đa nhân trung tính trong máu thì tuy nhiên là không ghi nhận được mối tương quan giữa phenol và bạch cầu đa nhân trung tính trong máu. Về kết quả điều trị sau 3 tháng thì thấy rằng có sự thay đổi có ý nghĩa về mặt chức năng hô hấp. Tỷ lệ rối loạn thông khí tắc nghẽn giảm từ 62,5% xuống còn 47,1%. Chức năng hô hấp bình thường tăng từ 21,4% tăng lên 35,7%. Và có sự thay đổi về phenol, ACT và bạch cầu ái toan sau 3 tháng là phenol giảm cách có ý nghĩa từ 25,2 cộng trừ 18,1 xuống còn 18,6 cộng trừ 13,8 và ACT tăng có ý nghĩa từ 16,9 cộng trừ 4,8 lên 19,2 cộng trừ 3,9. Tuy nhiên là không có sự thay đổi có ý nghĩa về bạch cầu ái toan sau 3 tháng. Một câu hỏi đặt ra rằng là liệu sự thay đổi của phenol có tương quan với sự thay đổi về mặt chức năng hô hấp hay sự thay đổi về mức độ kiểm soát hen theo ACT hay không? Thì chúng em đã tính về mức độ chỉ số tương quan phần trăm FEV1 với sự thay đổi của phenol và sự thay đổi của ACT sau 3 tháng. Thì hiện tại là chúng em không ghi nhận được mối tương quan với nhau. Papa Costa và cộng sự khi nghiên cứu trên 160 bệnh nhân hen và theo dõi trong vòng 4 đến 12 tuần thì ghi nhận được mối tương quan giữa sự thay đổi của phenol với sự thay đổi của ACT và sự thay đổi của FEV1. Yan Gun và cộng sự nghiên cứu trên 148 bệnh nhân hen và theo dõi trong vòng 3 tháng thì nhận thấy rằng sự thay đổi của phenol và sự thay đổi của ACT có mối tương quan với R bằng 0,3. Christie và cộng sự nghiên cứu trên 154 bệnh nhân hen theo dõi trong vòng 3 tháng thì nhận thấy rằng sự thay đổi của phenol với sự thay đổi của FEV1 thì không có tương quan với nhau. Tuy nhiên là sự thay đổi của phenol và sự thay đổi của ACT thì có mối tương quan yếu với nhau. Về nghiên cứu về mối liên quan giữa phenol và mức độ kiểm soát hen theo ACT thì chúng em nhận thấy là có sự khác biệt một cách có ý nghĩa về phenol giữa ba nhóm kiểm soát hen là hen không kiểm soát, kiểm soát một phần và kiểm soát tốt. Trong đó thì phenol tăng cao ở nhóm không kiểm soát, thấp hơn ở nhóm kiểm soát một phần và kiểm soát tốt. Điều này cũng được lặp lại, cũng được khẳng định là sau 3 tháng điều trị. Do vậy có thể thấy rằng là phenol cũng là một yếu tố trong lâm sàng giúp đơn giản, dễ dàng lại đánh giá mức độ kiểm soát hen. Trong nghiên cứu của chúng em thì cũng đã ghi nhận được mối tương quan giữa phenol và bạch cầu ái toan trong máu. Một câu hỏi đặt ra rằng là liệu rằng phenol có giúp chúng ta phân biệt được những trường hợp nào bạch cầu ái toan trong máu tăng trên 300 tế bào trên microlit hay không? Thì chúng em đã tính diện tích dưới đường cong với giá trị dương tính là những trường hợp bạch cầu ái toan trong máu tăng trên 300 tế bào trên microlit, âm tính là những trường hợp bạch cầu ái toan dưới 300 tế bào trên microlit. Thì AUC ở tháng đầu tiên thu được là 0,62, AUC sau 3 tháng là 0,64 với giá trị cắt ọt là 10,5 đơn vị và độ nhạy là 84,8% và độ đặc hiệu là 69,2%. Chúng em đã thu được một số những kết luận sau. Về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng thì nữ giới chiếm tỷ lệ 57,1%, nam giới chiếm 42,9%. Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 60,9 cộng trừ 12,1. 84,3% có trường hợp có viêm mũi dị ứng. Tỷ lệ rối loạn thông khí tắc nghẽn chiếm tỷ lệ là 63%, test hồi phục phế quản âm tính là 77,1%. Phenol trung bình trong nghiên cứu là 25,2 cộng trừ 18,1 và phenol không có mối tương quan với phần trăm FEV1, phần trăm FVC hay phần trăm FEV1 trên FVC. Phenol và bạch cầu ái toan có mối tương quan với R bằng 0,41. Về kết quả điều trị sau 3 tháng thì nhận thấy là tỷ lệ rối loạn thông khí tắc nghẽn giảm từ 62,9% xuống còn 47,1%, chức năng thông khí bình thường tăng từ 21,4 lên 35,7%. Phenol khác biệt ở 3 nhóm hen kiểm soát hoàn toàn một phần và không kiểm soát theo đánh giá thang điểm ACT và không có mối tương quan giữa sự thay đổi phần trăm FEV1 với sự thay đổi của phenol và sự thay đổi của ACT sau 3 tháng. Phenol có giá trị trong những trường hợp phân biệt bạch cầu ái toan trong máu tăng trên 300 tế bào microlit với giá trị cắt ọt là 10,5 đơn vị, độ nhạy là 84,8% và độ đặc hiệu là 69,2%. Cuối cùng là em xin cảm ơn các thầy cô và quý đồng nghiệp đã lắng nghe.